Đây là một buổi dating sinh nhật Phương mà không có Phương. Rồi mình sẽ ăn tối với cái nóng này. Hồng Hiển, trà dâu Đông Du. Một ly Hồng Hiển. Dạ, một ly xa nhỏ 25g. Building. Phương đang bị urgent task.
hiu hiu, một tô bún, bún bò ngẫu hứng. Chúng ta nên quay cái đường phố này. Unbiased, conceptual, imagination. Trường tiền nó bé tẹo teo à. Đếm đúng số tháng thôi, chỉ là nó sẽ ra số cột. Ok, đây là số coin cho vô đường tí. Sao?
Ok, hôm nay là sinh nhật anh Tuấn nên tụi mình ăn sinh nhật. Đúng không? Đây là món cá kho cà chua. Đây là cá giò. Và đây là canh rau với tôm khô. Hôm qua dư một cục bún. Ok, tụi mình sẽ ăn cơm đây. Kỷ niệm anh Tùng đặt nước nút kim cương. Để nhưng mà đau mà. Chỗ nào? Ồ, đúng rồi. Mình các bạn mình mấy đứa bị không gặp đó. Vậy đang ghét tương đông mi mẹ. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay đang cứ 6 giờ sáng dậy. Sốc chưa? Bây giờ mới 7 rưỡi thôi. Nhưng mà quá trình hơi complicated. Mới ngày đầu cho nên phải tối giản. Không mua xôi là xây thêm được 5 phút. Nhưng mà không thấy accident. Không hiểu sao. Nhưng mà vừa thấy accident. Các bạn ơi, gần đến rồi. Cái sự hối hả. Nhưng mà giờ chưa hối hả đâu. Tiếng nữa. Bây giờ rồi. Một đứa. Từ đi nghe mà ăn. Giờ nó quá từ. Các bạn ơi, đây là ly Americano mà baby đã prepare. Nó có vẻ giống cold brew. Cảm ơn bạn nha. Tùy không? Cũng. Cái từ express hay là từ sữa? Nó có sữa, nó không ngọt. Mình gặp phía Hàn Quốc á, mình thấy tụi Hàn Quốc hay uống cái này các bạn. Đúng, mình người ta uống một cái bình rất là bự. Người ta phải loãng nhiều dài lắm, bự lắm. Ok. Giới thiệu đi. Chào các bạn nha, đây là món chả ram tôm đất. Đây là món chả cốm. Đó. Cái lại sốt mazali trộn cà chua với lại sữa chua vô mốt. Mình uống hoài không hết. Ok, các bạn ăn như nào? Thế thôi. Bạn mình có. Bạn Trang ơi, bạn đang làm gì vậy? Bên trong đó. Sao bạn lại ngồi ở đó? Bạn quay qua chào mọi người đi. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi đi. Chào. Bạn đang làm gì? Thì đang chuyện chả cốm với chả lan. Tôm đất. Tôm đất nữa. Ừ. Không tôm này tôm đất mẹ. Bây giờ là khoảng 5 giờ. Bạn Trang chiên chả cốm và uống sữa chua. Đó. Trang còn bắt một cái ghế rồi đó ngồi nè. Bạn tính làm cái series hôm nay đúng. Bạn của bạn ngon. Không, mình tính quay sọc cho bạn. Mình quay sọc cho bạn. Đang edit vlog nữa. Tùy gì mình sẽ gửi cái này để bạn bỏ vô. Hôm nay mình ngủ hết buổi chiều, chiều chưa. Ôi, lần này là lần đầu tiên mình thử chức năng quay trên điện thoại của mình á. Bạn ơi, nó chống rung xịn cực. My God. Chống rung là làm sao? Ý là quay nó.
xin chào buổi sáng. Đó, dựa móng vô đi. Cái đó cũng quở. Sao vừa mua container mà reuse được đi. Không không, cái bọc á. À, đây là một ly cold brew từ hôm qua. Go. Xin chào. Ok, sau đây mình sẽ đi mua soy corn. Dạ, con là vlog. Ừ, ăn có 10 ngàn. Không quên mà xài có 10 ngàn thôi. Dạ. Ủa, đi Điện Biên Phủ hả? Ủa, không phải đi mua đồ ăn chưa hả? À, quên, đi đi. Sốc chưa? Chưa. Nào, bạn nói ra bạn ăn chưa cái gì? Không biết luôn. Bạn sẽ ăn chưa với bún xào? Ăn chưa với bắp, ăn chưa xôi bắp, ăn sáng uống xào. Đúng, ăn sáng uống xào. Lên xào. À, chị đã đến muộn. Ừ, nhưng mà khi mà tao vô phòng ấy, mọi người đều biết tao là thực học sinh. À. Nên tao vẫn phải đến cái giờ tầng tầng đó đó. Đúng. Ừ. Nhiều cái bát hóa xanh nó không phải là nó đóng luôn rồi đó. Nó thông với cái này nè, nó thông với cái này nè. Ủa sao nó thông được? Các bạn nó thông với cái này sao ấy? Yêu. Đúng không? Đây là bùi đình túy. Mà trời có bị điện. Cái đường này hơi bị mát nha. Ừ, nó cây, cây nhiều. Đường hôm qua đi cũng mát nè. Ừ. Ở phía dưới chân hiểu không? Là mày sẽ thấy màu đỏ. Bye bye. Tặng nè. Tặng quà. Good. Have a good day. Work well. Yêu, xa xa là rất nhiều bồ câu. Nhưng mà không thấy được đâu. This morning I wear this up this. Không có nhiều là được. Hôm nay mình có bánh cuốn. Nhưng mà ăn về cũng không ổn. Quên. Nó bị thiếu rau. Quên. Mở điện thoại coi phim luôn đấy. Chuột lớp. Ủa bạn ăn cái gì vậy? Bánh hỏi.
chào. Cái gì vậy? Tối nay tụi mình sẽ ăn cuốn. Không côn tụi nó à. Côn ngoài Bắc hết à. Côn số đi. Khóc chưa? Lâu quá nha. Do không gỡ được nước. Mày để đèn huyền vô. Tém vô. Nó banh ra để mày tém vô mẹ. Tay đâu mà tém. Rồi. Thêm đi. Hết rồi. Coi như đứa anh. Thì té hết trơn rồi. Tới đây tụi mình làm bún đậu wrap and roll. Mày muốn mì dầu rồi mày không thích ok, không dám hứa. Nhưng mà em vẫn thích món này. Ý là mày sẽ đi wrap and roll. No, wrap and roll dở lắm. Tao nghĩ vậy. Ý thôi. Hai bút bóc đi một cục xin bóc luôn ăn luôn đây ăn luôn con sẽ làm đuối cái cục chạy dài dạ làm đuối nè từ từ ba cục này là quá biết rồi ừ chạy mày đuối nha em đó em thấy rất là good. Bây giờ bao nhiêu calo nhỉ? Tính hết tập bình thì đôi giờ khó không biết nói sao. Trời ơi, có cái cuốn của mình nè. Ăn gì để bù rau. Tuyệt chưa? Trời ơi, đúng tập bình luôn. Cuốn rô. Sao cuốn gì hội tụ một chỗ vậy? Ủa chứ sao? Cuốn phải dàn trải hai bên chứ. Cái bánh tráng đẻ ra để vậy mà. Ừ, đó. Ê, là phải như vậy hả? Ừ. Đâu, cần... nó phải như vậy thì nó mới cuộn lại vị với nhau được chứ. Mày, sao cuộn lại vị thì nhưng mà nó không đều không, ai biết, tùy ít đi. 1 triệu à. 1 năm để ra được 12 triệu 10 năm để ra được 20 triệu không? Cái gì vậy 10 năm? Phải không? Cái gì 10 năm 120 triệu? Không. Bạn ơi, vừa mới ra trường lương tháng 15 triệu rồi. Bạn xài cái hiệu 4 triệu thôi. Gửi về cho má 3 triệu là 7 triệu còn 8 triệu. Bây giờ cướp bây giờ mình lương tháng 15 triệu mới ra trường 8 triệu xong gửi ngân hàng lãi suất bao nhiêu 7%. Không, 6%. Mày điên hỏi tháng cướp người ta 2 triệu mày dư tới 1 triệu. Nhưng mà nó cũng không có nhiều hết rồi. Ừ, chừng nào mà lương mày tăng liên lỉ cái sau lúc đó nó mới có đáng kể. Mày biết làm nhanh để nhiều không? Mày phải start up. Đúng, tại mày start up hồi đầu lỗ chứ mẹ luôn á. Mày có vốn mày mới được start up. Siri vẫn còn phải cần một đám vốn. Phải cần start up. Không, vậy Siri tao sắp có vốn rồi. Bây giờ có nhà. Sốc chưa? Vậy you start đi. Có idea đâu mà start. Rộn đi thì bận. Đi Hội An. Ủa gì vậy? Ta đi có 3 4 ngày à, làm như đi luôn đi. Sốc chưa? Đâu đi đâu? Hello bạn. Bạn sẽ được vô vlog của mình. Bạn phải mở mũ lên. Bạn phải mở mũ cho nó hành diện hả? Bạn. Bạn sao hồi ta đi qua dịp đi. Vy. Bắt thì thôi. Hello hello. Bạn sao bạn lại đề cập điều đấy vào vlog của mình? Đâu bạn kể câu chuyện thêm là bạn cũng mấy tiếng. Đây là một nỗi buồn của Uyên. Hôm nay còn có Huy nữa các bạn ơi. Đây là khúc cắt Buster với lại Alexander. Cái điều đó là sẽ
khu vực coffee. Dress code. Morning at the công viên Tào Đàn. You are great. Yes, but I don't have. Mình đeo cặp đôi mà. Giờ đây là unbox cái ủa. Bạn không mua đồ ăn sáng. Bạn không ăn sáng. Ok. Thật tiếc. Bạn đi là buổi trưa mỗi ngày cũng mình á. Trưa hả? Dạ, mình cũng vậy á. Bạn buổi trưa, buổi sáng là mình sẽ đi ra đây mình mua một hộp xô, xong mình đi lên chỗ làm. Đây là coffee sữa. Muốn một cái sữa, muốn bạn đen. Bạn tuyệt quá. Nó bị âu về ngọt với mình. Bẻ xôi với một cục nghỉ cho nó nhỏ rồi. 100 hả? Tùy rồi. Vậy thôi bạn đưa tiền của chúng ta, rồi lát nữa mình chuyển khoản cho bạn. Tôi đưa cục nghỉ cho. Ok. Thôi à. Bị dung vô cái mỏ mình. Đây để mình đi mỏ bạn lại. Chưa, từ từ. Bạn tiếp đi. Không, bạn vô cái mỏ mình. Bạn từ không? Bước. Ngon như mình nấu, ngon như tôi mình nấu. À. Bạn ngon như tôi mình nấu. Thôi. Để mình nấu cho mình. Đây, tụi mình sẽ chơi một trò chơi. Chúng tôi từ năm nhất tới năm nay là thay đổi như thế nào? Hãy kể ba điều thay đổi nhiều nhất trong thói quen, hành vi và mọi thứ. Đây, bạn tụi Nguyên. Mình nhuộm tóc. Không, ý là đằng trước đó là bạn sẽ ghét cái nói, nhưng mà sau này bạn thay đổi hoàn toàn. Một là nhuộm tóc, hai. Mình đâu có ghét nhuộm tóc, mình mong muốn được nhuộm tóc. Ừ, rồi gì nữa? Cho bạn suy nghĩ tiếp. Tại vì bạn hả? Mình mặc áo dây. Ba điều. Hồi đó bạn ghét áo dây không? Thì đó là ý là điều gì mà bạn ghét mà bây giờ bạn lại thích đó. Thay đổi á, thay đổi hành vi á. Hiểu không? Trước đó mình chưa bao giờ mặc áo dây hết, tại vì mình ngại. Bây giờ bạn tự tin hơn rồi. Mặc như vậy là ngại. À, hiểu. Bây giờ nào mặc rất là bình thường. Xong mình hỏi là ủa sao mặc được hay vậy? Mình kêu mặc thôi quen là bình thường. Xong mình hỏi cái đầu tiên mình mặc phải thử bình thường. Có một cái đó hết. Còn những cái đó thay đổi gì đâu. Tiếp bạn. Hồi đó mình thích màu hồng, bây giờ mình cực kỳ thích màu hồng. Nó là thay đổi rất là ghê. Hồi đó mình có bánh mèo, bây giờ mình ngày càng bánh mèo hóa. Đâu, nhìn đây bánh mèo gì? Không, nhìn mình bánh mèo trong trái tim của mình. Bánh mèo trong trái tim à? Có khi nào là do bạn cô đơn không? Không, mình có cả một trái tim. Không phải vậy, nhưng mà dần dần bánh mèo hóa không có gì hết, được chi chỗ. Còn mình thích màu hồng. Bạn cho bạn kể là của mình thay đổi gì ghê nhất? Bạn làm leo. Tiếp một là làm leo, hai mình không có còn kỳ thị làm leo nữa. Make up và dùng tóc. Make up thì không có nha. Không, cái đó mùi năm nhất hạn. Bạn có sống khi thì rồi. Đúng, cái đó là cái tự nhất. Bạn với lại chơi đúng nhiều luôn. Đúng, mình chơi bùng nổ luôn, mình overnight bùng nổ luôn. Chắc mình ở chung với lại Trang suốt nguyên một thời gian ngắn, chúng ta chẳng đi chơi lần này. Mà tới hồi Trang cần chuyển đi, chúng ta mới đi ngắt một lần duy nhất. Đó, đi, đi được cái nhắc đó đó. Bạn nhắc còn đã bắt laptop ra ngoài quán làm. Trong khi bây giờ mình muốn lại đi, mình muốn lại đi. Thì chúng ta còn có bạn đi buông xuống mà, sợ gì. Bây giờ mình cảm hơn hay là mình chịu chơi thôi. Mình chịu chơi hơn, đúng. Hồi đó 4 giờ sẽ chơi đọc sách nhưng bây giờ không? Không, bây giờ là 4 giờ sáng đi ngủ. Đo đồ ăn bao nhiêu calo. Đúng. Trang sẽ nói. Bây giờ là sống một cuộc đời thú vị vậy đó. Cuộc đời thú vị và anh heo thì. Dạ, cuộc đời thú vị sẽ anh heo thì. Không, mày bây giờ sẽ cuộc đời cho con sứa vậy vậy. Cái gì như con sứa, mình rất là cần chôn đó. Em sẽ được giới thiệu. Em là cái tập kỳ khoa. Đây là bên tư tưởng Hồ Chí Minh, đúng không nào? Hai bạn quay đang làm ABC đồ án. Các bạn nhá. Hôm nay tụi mình sẽ ăn bò né cùng nhau, là một buổi chủ nhật tuyệt vời. Đây. Đây là ba quả trứng ốp la. Và mình có thịt bò nè, thịt bò hai loại luôn, thịt bò thăn luôn, thịt bò tẩm tái tẩm sẵn luôn. Với lại đây là cá gì vậy bạn? Cá thu nữa. Tuyệt chưa? Ok. Và bánh mì. Các bạn ơi, ăn cơm thôi. Eat. Mm-hmm.
nhạc phim Anh Huỳnh Anh. Thằng nào? Tình yêu của bạn. Ủa, cái thằng đó nó đóng cái vai trò gì trong phim đó vậy? Vô đô hả? Ừ. Vô đô là người đồng chiếm trong phim. Mẹ không hiểu sao, kể cho bạn nghe là bạn đó là phim sao thì nghĩ sao mẹ hỏi tụi nó. Chị đi tới khi Vương Quốc đã hôn mẹ họ, ông cái giọng. Thế thì tụi nó sẽ đi tới Vương Quốc đó hôn mẹ, cái giọng thì 4 năm đi. Mình đã 4 năm mình đã rời khỏi Vương Quốc đó luôn á. Tại vì nó rất nhiều Vương Quốc. Là dừng ở mỗi cơ quan Vương Quốc hôn mẹ họ 4 năm 10, 4 năm 1 tháng thôi. Cho cô nàng á, quả em lên cấp 2 rồi. Tức là trong khi mình nó chỉ đi có mẹ làm gì vậy? Mẹ trong khi là đi có 1 tháng thôi. Trời ơi, đừng tìm nhạc phim quá rồi đó. Không hiểu. Trong khi bạn cần một người ao sọt làm tư tưởng Hồ Chí Minh. Bạn tính là mình không biết Anh Huỳnh Anh là ai luôn á. Sư đàn đâu mà biết. Từ giờ đâu đặt phim nữa đâu. Sao bạn kêu hồi xưa mà, mấy người mình coi cũng hồi xưa mà. Bạn này gặp cái này gặp cái đuốc nữa. Ôi, nữ thần tự do. Thế hệ mới. Tại sao? Tại sao mình lại làm như vậy? Thế nhờ các bạn, đây là cơm tấm thường bị giả ba gì? Quyền á. Không phải nhận được hàm là tự hoàn. Quyền hả? Không. Dòng đó. Đây là bánh sườn siêu bự. Ăn bò giống. Được rồi. Tặng bớt. Không thấy cơm, mình thấy đứa sơ làm sơ bích. Cơm luôn, bạch luôn. Nóng lướt. Ngon bình thường. Lâu rồi mấy con tắm á. Mình xin bếp thử cái sườn nha. Lướt. Mình biết sườn cô lằn ngon hơn. Đúng á, bạch còn nhớ tiếng nữa. Không ghê lắm. Gắt hơi lần không? Cắt, nó không, cắt nướng. Cơm chỉ có 5 muỗng. Mình ăn hết cơm là một phần 2 miếng sườn siêu bự. Nên không biết giải quyết như thế nào. Đồng chí không quá. Tất cả các món trong menu đều có sườn. Nó bì cũng good. Một cơm biết không? Sao các bạn có miếng sườn? Miếng sườn thì mọi người lúc nào các bạn có bình thường. Đây là menu 6 món của tấm bè gì à? Mình ăn cái số 1 với cái số 3. Dạ thả lên tay xong. Không phải còn. Dạ bộ chai nước bình nha. Oh no, it's so sweet. Bé uống mày tính nha. It's pretty good. Vị trà đậm. Có điều cơm có điều gì mà không? Cái tì trong một lần là tác cũng ok. Còn đang ngồi. Chắc là mong thì thấy cũng ok. Cũng ok. Sweet. Jeez. But not sweet. It's so cool. So bitter. Yeah. Do you want some? Do you want some coffee? No. Will it's you give me? No. Oh my god. You did. It's so loãng. It's so good. My nail again. My nail again. What do you think? Tell me something. You are sub. What do you think now? Lớn lắm gì? Lớn gì? Không biết. Okay, that's enough. For 12, mình sẽ ghi lại khoảnh khắc đồ án cuối cùng cho người học sinh của bạn. Sinh viên vậy mình là học sinh nào? Và ngày mai sinh viên sẽ được làm luận tư tưởng Hồ Chí Minh. Dùm bạn Uyên. Chưa. Mình định yêu nó dạy mình làm luận. Và tụi mình sẽ ăn cơm cá đuối. Phải cá đuối không? Cá gì đó, I don't know. Good. Tính là tốn tiền chỉ làm mình một cái sườn. Bạn, cái báo cáo của mình chưa làm. Ủa gì vậy, sao kêu là dành cho mình hẳn một tiếng. Ừ, dành cho bạn hẳn một tiếng luôn. Ok. Một tiếng là được cái gì? Bạn mình không nhớ đâu, người ta để tên cây. Mình nhớ sao vô nha. Behind the scene. Behind the scene. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ unbox cái hộp
Nó tên gì vậy? Đây là mô hình Rorono Yoro. Rorono Yoro. Đây là sticker Yoro cả hai ngón sticker. Ừ. Nó còn size bự nữa hả? Nó có phiên bản phòng nữa, là người thông bao nhiêu là nó cao bấy nhiêu, bạn sóc chưa? Nè. Cái kiếm này á đều có linh hồn hết á. Là linh hồn của thằng kiếm này hay không? Cái một kiếm này là Haki. Đó. Yoro là người duy nhất điều khiển được ba cái kiếm cùng lúc. Mình đã hiểu được câu chuyện nha. Xong chưa? Được rồi, hết rồi. Nó sẽ sống với bạn suốt đời. Đúng, sau này mình sẽ làm một cái tủ gương để chiêm nó thôi. Ok. Cái gì đó. Trời ơi, sát xanh. Tệ chưa. Trời, mình bạn không nó chết rồi. Mình không từ thuốc ăn. Bạn mình không thấy con đó, mình thấy xịt. Xịt không à. Rồi sao? Sốc chưa. Bạn khùng à, bạn xịt nó con ta bánh chành rồi. Tôi thấy bồi hồi xao xuyến. Ok, chủ nhật tuần này sẽ tụi mình sẽ ra vlog. Thuộc lại đây in the life của sinh viên kiến trúc. Mới đây tôi đã đi gia nhập tư bản. Đúng vậy. Xin chào tôi ơi. Mình nhớ là mới hôm qua là mình vẫn còn không biết có nên đăng ký thằng này hay không. Sốc chưa? Chưa có vẻ. Mình còn có cộng 1 năm. Mình quắn mình quéo. Mình bối rối quá. Mình xúc động quá. Bạn tắt đi, bạn đừng có quay với cái mặt của mình nữa. Không có, Uyên thì uổng quá. Uyên ơi. Uyên là nằm. Uyên có gì muốn nói không? Đừng quay mặt này nè. Ơi, bố đại sĩ coi lại những cái lóc này, đại sĩ đẹp tới xe xí một hồi. Viên nghe rõ chưa? Viên có muốn làm slide giùm mình không? Thôi chúc Viên nữa. Tiệt chưa? Khoan bún tầng, bún vị. Ngon không? Ngon hơn là chỗ bút đây. Đây là Mỹ không kem. Ừ đúng rồi, cái này special line mà.